Ok, xin chào. Hôm nay ta sẽ giới thiệu với các người làm thế nào để có thể upload bằng file.exe. Upload nhiều chương một lúc nha. Ở đây chúng ta có hai lựa chọn là thêm chương mới bằng file.exe và thêm bản dịch bằng file.exe. Thêm chương mới có nghĩa là gì? Có nghĩa là giả sử truyện đó có 100 chương, chúng ta thêm 10 chương tiếp theo. Thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng này. Ví dụ như là từ chương 101 tới chương 110. Chúng ta có 10 chương đó thì chúng ta muốn thêm thì thêm chương mới. Còn thêm bản dịch là gì? Có nghĩa là chúng ta muốn thêm một vài chương nào đó trong 100 chương đã có của truyện đó, thì chúng ta sử dụng hai cái đều tương tự nhau, chỉ khác nhau về cái một cái là bản dịch, một cái là tạo một chương mới vậy thôi. Thì cho dù là chọn cái phương án nào thì chúng ta cũng phải có tải một cái file đọc nét chuẩn về cái file này, rất là quan trọng bởi vì nó phải chúng ta phải phải có cái format, tức là cái cấu trúc tương tự như thế thì máy nó mới hiểu, máy chủ nó mới hiểu và nó đưa cái nội dung ra đúng với lại cái mong muốn của chúng ta, còn nếu không thì cái chương nó sẽ không được chấp nhận. Ok, bây giờ thì sau khi mở cái file này lên đó thì tải tải file này về và mở lên thì nó sẽ như thế này. Bây giờ ta sẽ phân tích một chút. Shit, đứa nào nhắc mình ta. Ok, chúng ta sẽ bật cái Navigation pane lên. Thì bên trái chúng ta thấy rõ ràng nó có phần heading. Ở đây chúng ta có 3 chương, chương 1, chương 2 và chương 3. Thì cái chữ chương rất quan trọng nha các bạn. Đầu tiên cái heading nó phải bắt đầu bằng chữ chương, sau đó rồi cắt ra một cái, rồi con số này không quan trọng, bởi vì giả sử như tôi có ba cái chương này thì đưa cái ba cái chương này up vào cái vị trí như thế nào trong 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 cái danh sách chương đó, là do mình mong muốn ở trên website mình có thể điều chỉnh được, cho nên cái số chương này không quan trọng, mà quan trọng là cái cấu trúc, có nghĩa là có chữ chương, sau đó cắt ra rồi một con số, rồi dấu hai chấm, sau đó tựa đề của chương đó, cái đó là có quan trọng. Thì theo đúng cái cấu trúc như vậy thì máy chủ nó sẽ lấy được cái chữ, cái tiêu đề của chương đó. Nó phân đoạn ra được. Thì cái heading này là cái heading như thế nào, muốn tạo heading thì những ai mà quen thuộc với Microsoft Word rồi á thì mình sẽ có là cái chỗ này, mình có phần design này, nó sẽ có phần chọn heading đó, chọn heading. Ví dụ mình chọn này thì mình chọn cái heading. Thì ở đây là heading 1 nha, có nghĩa là heading bự nhất. Heading 1. Còn cỡ chữ, phông chữ không quan trọng. Ok. Quan trọng là cấu trúc chứ không cỡ chữ, phông chữ không quan trọng. Quan trọng là cấu trúc. Thì ở đây chúng ta có cái heading là như thế. Rồi, thì một chương sẽ bắt đầu bằng một cái heading như vậy, thì khi mà mình mở cái navigation lên nó phải có cái giống như cái mục lục bên trái này đó, thì mới được nha, còn không là không được, không lẽ upload lên nó sẽ thiếu chương và lúc đó là sẽ mệt lắm. Mình sẽ phải insert rồi này nọ, chèn chương các kiểu rồi khá là phiền đó. Cấu trúc là nó như vậy. Bên dưới thì chữ mình cứ để bình thường thôi. Cấu trúc thì giả sử như một đoạn hối thoại thì mình sửa là nên có một cái dấu gạch để cho người đọc nó họ dễ đọc, và các văn đoạn đoạn thì nó phải cách nhau một xíu, ví dụ như mình xuống dòng đồ này nọ rồi cho nó nhìn cho nó thoáng ra. Ok, chứ không phải là mình làm nó dày đặc khiến cho người đọc cảm thấy khó chịu. Một cái văn bản trình bày là như thế nào thì các bạn cũng có thể thấy rằng là mình đọc sao cảm thấy dễ chịu thì người người khác, mình post lên thì người khác người ta cũng cảm thấy dễ chịu tương tự như vậy. Ok, mình thấy khó chịu thì người ta cũng thấy khó chịu thôi, đó là điều đương nhiên. Sau khi mình copy cũng như là chỉnh sửa đồ ok hết rồi, mình lưu lại với và dạng file.exe, thì mình vào cái phần này đó, mình có thể ví dụ mà thêm bản dịch bằng file.exe thì mình sẽ chọn cái file đó. Ok, file này dung lượng tối đa là chỉ được 2 MB thôi, nhưng mà hình như là 2 MB gì mới nhớ là có giới hạn lại, hình như là có mấy trăm ký à, chứ không được 2 MB đâu. Ok, sửa lại sau. Sau đó mình lựa chọn loại dịch cho cái mớ này, nhưng mà mình phải chọn cho đúng.
Rồi bây giờ giả sử như ở đây là mình thêm bản dịch nha. Thì thêm giả sử như ở đây mình có 3 chương thì mình sẽ chèn vào từ chương 90 cho tới chương 92. Nào, 90, 91, 92 đó là 3 chương, ok. Phải nhập chính xác chứ không nếu không nó sẽ bị sai. Đó, đó là là mình thêm bản dịch bằng đó các còn bây giờ thêm chương mới. Thêm chương mới thì rất đơn giản, nó sẽ chọn giả sử cái truyện này có tới chương 100 thì khi mình chọn thế này mình nó sẽ là 101, 102, 103, bởi vì cái file docx của chúng ta là chỉ có 3 chương thôi. Ok thì đó, thì tiến hành xong chương thì thêm một cái, đợi một xíu thì nó sẽ upload lên cùng một lúc nhiều cái luôn, chứ thay vì là mình thêm chương mới bằng tay như thế này. Ok vậy thôi.